Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Hôm nay mình sẽ lên sóng mấy món đồ nghề với vài món linh tinh ha. Thì trước tiên thì mình vẫn nói luôn, đây là cái số điện thoại của mình 0385 620 885. Thì anh em gọi cho mình không được vui lòng để lại tin nhắn nha. Những cái clip nào mà mình bán hết quá sớm thì mình sẽ xin phép là mình tắt nguồn điện thoại, tại vì nhiều anh em sẽ gọi, mình cũng có sửa clip là mình đã bán hết ha, nên anh em thông cảm. Đó thì mình không có ship code thì, và mình cũng không có bao ship. Địa chỉ trực tiếp của mình là 55 Song Hành Quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 ha. Thì tất cả hàng hóa mình đều ghi chú rất là rõ ràng, thì anh em vui lòng coi kỹ giúp mình. Tại vì nhiều khi anh em gọi mình hỏi ngang xương, mình không có nhớ nổi mã nào, thì anh em cứ nói chính xác là mã rồi ngày bao nhiêu để mình coi có hàng hay không ha anh em ha. Thì đây điện thoại của mình 0385 620 885, anh em gọi không được thì nhắn tin. Đó, tất cả đều hiển thị ở trong đây. Rồi, thì đầu tiên cái mã số 1 á, mã số 1 thì nó có rất là nhiều ha. Thì mình sẽ có đánh số giá, đồng giá là 500 ngàn cho một cái vòi nước của hãng Inet. Toàn bộ vòi này là vòi của hãng Inet nha anh em. Giá là 500 ngàn một cái chứ không phải là 500 ngàn hết đống này. Đó, thì đầu tiên cái vòi số 1 nè. Những cái này đều là răng 21 thông dụng. Răng 21 thông dụng ha. Là anh em về anh em bắt vào vòi nước là hoạt động bình thường. Đây, cái số 1 nè. Mình có đánh giá, ví dụ như anh em mua vòi nước số 1 ha, mặc dù mình để số 1 ở đây nhưng cái này nó vẫn là mình đánh dấu số 1 luôn. Cái này thì nó của hãng Inet. Đây, rất là bóng, mới, hoạt động là hoàn hảo nha anh em. Cái vòi này là vòi quay. Đó. Đó, kính hơi nha. Răng 21 thông dụng. Đây, mã số 1. Rồi, cái số 2. Cái số 2 cũng là vòi của Inet luôn, nói chung nó gần như là giống nhau. Đó. Quay một vòng cho anh em, bóng vậy, hoàn hảo, đẹp, không có xì nha. Cái số 3 cũng vậy. Số 3 cũng của hãng Inet luôn. Inet là cái thương hiệu rất là mắc về cái ngành đồ nước, đồ gia dụng nha anh em. Đó, và những cái vòi này là những cái vòi xoay, anh em có thể xoay ngang, xoay thẳng, xoay đứng gì cũng được, ok, không vấn đề. Ở những chỗ cái ngấn này nè, anh em nào mà muốn bắt dây á, anh em nhét cái ống dây và anh em siết cổ dê vào thì cái ngấn này nó sẽ tránh cho dây bị tuột nè, anh em thấy không? Nó sẽ có cái ngấn, nó rất là bóng. Rồi, tiếp theo cái số 4. Cái số 4 thì nó cũng vẫn vậy. Đó, những cái phần này nó sẽ có cái ngấn nè. Cái ngấn để anh em tránh bị tuột dây. Của hãng Inet luôn. Toàn bộ đều là Inet nha anh em. Rồi, bắt đầu qua mã số 5. Mã số 5 thì là những cái loại này là loại có ngấn, ngấn nó sâu vào trong luôn. Ha, nó sâu vào trong. Thì một số cái bắt đầu từ cái số 5 á, nó sẽ ra cái màu đồng, kiểu nó bị chóc lớp xi á, nó sẽ ra cái màu đồng, nhưng mà vẫn là hàng Inet nha anh em. Đó, rất là đẹp, rất là bóng. Đó, răng này là răng 21 thông dụng hết. Anh em về chịu khó lột cái cao su non này ra nè. Lột cái cao su non này ra, quấn cao su non mới và anh em sử dụng như một cái vòi bình thường thôi. Tuổi thọ của nó rất là lâu. Đó, đây, cái số 6. Cái số 6. Đó thì nó sẽ có một cái lớp đồng mình đánh ra, thì những cái này toàn bộ 100% là bằng đồng thau. Bằng đồng thau ha, thì nó sẽ không có bị gọi là lên ten hoặc là như xì bậy bạ như là vòi của Việt Nam mình. Đó. Ha, anh em mở ra và anh em sử dụng như là một cái bình thường thôi. Cái số 7. Cái số 7 nó cũng vẫn vậy, thì nó sẽ lòi cái đồng ra, nó chóc cái lớp xì thì nó lòi cái phần đồng. Đó. À, là anh em xài là thiên thu, không có sợ sét, sợ mục, sợ rỉ. Đó. Rất là đẹp. Số 8. Số 8 cũng vậy luôn. Cũng là chóc một lớp xi xíu nè. Đó, hoạt động là hoàn hảo, Inet hết. Đây, Inet. À, những cái mà inox á, thường lên clip nó sẽ bị không có đẹp là do nó bị phản ánh sáng. Anh em muốn quay rõ anh em phải có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng á, thì nó lại bị là chói. Đó, nên là lên clip thì này không có được đẹp lắm. Đây, cái số 9 ha. Cái số 9 thì vòi nó hơi chài ra ngoài và phần này nó hơi bót, anh em phải vặn hơi mạnh tay thì nó mới quay được nha. Đó, nó hơi dài ra bình thường nè. Phần này nó có ngấn để anh em siết cổ dê, rất là đẹp. Rồi, cái số 10. Cái số 10 thì cái Inet nó sẽ nằm ở chữ đây. Đó, Inet ha, răng 21 thông dụng hết. Đó, anh em vặn vòng quanh là bình thường. Rồi, thì những cái vòi này giá là 500 ngàn một cái nha anh em. Hàng của hãng Inet. Inet nó thực sự nó còn cao cấp hơn Total.
Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì lần trước mình có bán hình như là chục cái, 20 cái gì đó. Thì bây giờ những cái anh em nào mà đợt trước mà mua của mình á, đợt trước tại vì mình mua cao nên mình bắt buộc phải bán cao nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ ưu tiên cho những anh em đợt trước mua, như một số anh em ở quận 2, một cái anh nào đó quận 2, một anh ở Đồng Nai, với một vài người nữa mua số 5, mua cái này với giá 100.000. Thì bây giờ mình mua được rẻ, mình sẽ ưu tiên cho những cái người đó mua tiếp của mình đó. Hoặc anh em có thể mua tiếp hoặc không cũng được, tùy theo. Thì mình vẫn ưu tiên cho những anh em đó, tại vì đợt này mình mua được số lượng lớn, nó sẽ rẻ hơn là được lần trước đó. Giá ở đây mình nói luôn là 60.000 cho một cái, 60.000 cho một hộp nha anh em. Đây, 60.000 cho một hộp. Còn anh em nào mua 10 hộp thì giá là 55. 55 nhân cho 10 thì cứ tính tới nha anh em. Đó, đây, đây là một cái hộp dụng cụ cắt móng của hãng của Nhật, thì của Medica. Đó. Đây ha. Ở trong này nó có 3 cái dụng cụ, anh em có thể làm quà tặng hay gì cũng được. Đó, lần trước thì một số anh em có mua của mình thì giá lần trước, tại vì mình mua ít, nói thẳng là mình mua ít thì giá nó sẽ cao hơn. Lần này mình mua số lượng lớn thì giá nó được giá tốt hơn. Rồi, cái nhựa bên ngoài là nhựa ABS nha anh em, nó sẽ cho, nó giúp cho mình không có dễ bị bể. Đó, rất là đẹp, cái màu trắng, hộp này gọn, anh em có thể làm quà tặng. Ở đây thì nó sẽ có 3 món nha, 3 món cho anh em. Là một cái cắt móng tay, cắt móng tay cắt rất là bén. Một cái nhíp, một cái nhíp đây nè, một cái nhíp và một cái dũa móng tay, anh em có thể làm quà tặng bình thường. Đó, thì đợt này mình về được khoảng 40-50 cái gì đó ha, hàng mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Đó, cắt móng tay còn rất là đẹp, mới tinh chưa sử dụng nè. Để mình cắt thử coi coi. Đó, cắt rất là bén nha anh em, cắt nghe cái tiếng rất là đã. Đó, thì trong này nó có một miếng băng keo cá nhân nữa, băng keo cá nhân nữa. Đây thì những cái mặt hàng còn rất là đẹp, để mình sắp cho nó đúng lại coi, tại vì mình đang sắp sai nên nó hơi bị ngược. Đó, đây một hộp của nó nha anh em. Đó, cái này là nó bằng nhựa ABS, nó chịu nhiệt lên tới là 80 độ C. Thì ở đây mình sẽ có được khoảng gần 50 hộp của Nhật. Ha, cái này anh em làm quà tặng hay này kia rất là tiện. Đó. Ha, giá là anh em mua một hộp này là 60.000. Nhưng mà anh em lưu ý cho mình là mình sẽ rất là làm biếng khi mà mình bán 1-2 hộp, tại vì mình nói thẳng luôn, nó rất là mất cái công mình gói hàng với ghi phiếu khi mà mình gửi. Nên anh em, nếu mà anh em nào có ý định mua thì anh em mua từ 3 trở lên ha, tại vì nhiều khi anh em sẽ trách mình là mua 1 hộp 2 hộp tại sao không gửi. Tại vì nếu mà 10 người như vậy mình gói hàng rất là mệt. Đó, nên anh em cũng hiểu cho mình. Đó, chứ 1-2 hộp thì thật sự giá trị nó không bao nhiêu, mình cào mình lấy thẻ nhưng mà cái công nó rất là mệt mỏi luôn. Đó, nên là anh em nào mua ít thì anh em vui lòng bỏ qua, tại vì nó xảy ra cái tình trạng là làm khó nhau. Có nhiều anh em sẽ nói là quen mua hàng nhiều rồi này kia, thì anh em chịu khó mua 3-4 hộp đi, mình ship một lần cho nó dễ ha. Giá trị nó cũng không lớn, 200-300 ngàn, như mấy 3 hộp mới có 180 mà cộng cả ship anh em gửi vào thì nó cũng tầm 200. Đó, thì mình nói thẳng luôn, với lại là để anh em làm khó mình như vậy thì mình cũng rất là khó xử. Đó, nhiều khi không gửi hàng cho anh em thì anh em lại kêu giận hờn trách móc rồi ha. Cái đó là mình nói thẳng, nên là anh em nào chịu ấy thì hiểu cho mình. Rồi, tiếp theo cái mã số 3, giá 350.000. Ở đây là một cái cuộn thước của hãng Simron này, dài 30m ha, rất là đẹp, anh em nhìn ở đây còn rất là đẹp. Thì đây là hàng của Nhật. Đâu rồi? Hãng Simron. Thì cái này của hãng Tajima. Cái này là mình mới rửa nha. Cái thước này là nó hai mặt số lận nha anh em. Đây, hai mặt số. Đây, mình kéo ra khoảng tầm mấy mét đi cho anh em nhìn nó rõ. Đây. Đó, cái này nó bị dơ nha, mình rửa, mình chà. Chứ nó không có bị gì hết. Đó, đây là mặt trước của nó nè, một mặt nè, của hãng Tajima nè. Nó dài 30m và đây là cái mặt sau, rất là đẹp, bóng bẩy, không có bị đứt, không có bị gập ha, không có bị cứng. Đó, cái này nếu mà anh em có thấy thì nó bị dơ thôi, chứ thực sự nó còn rất là đẹp và nó rất là khó bị đứt nha anh em, rất là khó bị đứt. Đó, ví dụ như mình kéo như vậy đi, rất là khó bị đứt. Giá của nó là 280 ngàn.
tại vì là nó hai mặt số, anh em đo cái mặt nào cũng được là nó trùng nhau. Đây anh em có thể thấy mình lật qua lật lại, và cái này khi mà anh em lau khô đi, anh em sẽ có thấy một cái lớp lớp phủ bóng đó, nó sẽ bóng, nó bằng sợi thủy tinh nha anh em. Cục này ra vào rất là gọn gàng đó, giá là 350.000, không tật lỗi. Rồi tiếp theo mã số 4, ở đây là một cái cây dụng cụ đa năng, dùng để anh em tháo ốc. Ví dụ như con ốc này anh em muốn mở thì nó theo cỡ, nhưng mà mình không khuyến khích xài cái này, tại vì cái này nó vào cái thế kẹt anh em mới phải xài, tại vì xài cái này nó rất là phá ốc nha. Cái này thì nó để chữ USA, thì mình nghĩ nó hàng này cũng không phải USA, hàng này là hàng Đài Loan xuất qua thị trường Mỹ. Đầu này đầu 3/8, anh em không xài đầu 3/8, anh em có thể sử dụng ở bên ngoài là một con ốc 24 hay 21 gì đó. Đó, anh em không xài 3/8, anh em 22. Bên ngoài anh em sẽ sử dụng con ốc là 22 để anh em tăng cái độ vặn của nó nha. Nó sẽ đi kèm theo với một cái cây thước kẹp của hãng Sinwa. Cây này là nó giúp cho anh em thao tác đo nhanh mà anh em không cần phải những cây thước khác. Ví dụ mình đo ở đây đi. Đó, nó tương đối là chính xác nha anh em. Đó, khoảng 22. Đó, anh em có thể thấy đây, như nãy là mình đo 21.7 thì ở đây nó cũng tầm khoảng 21.8-9 nè. Nói chung nó chính xác, nó vẫn có cái độ chính xác nhất định. Thì cái này là anh em thao tác ở nhà, khi mà anh em không cần những cây thước quá xịn sò thì cây này cũng là hàng của Nhật. Đó, không có cong, có cả đo sâu. Giá là 200.000 cho hai món này. Số này là số khắc, không phải số in. Size số của nó là 0.1 mm. Tiếp theo mã số 5, giá 300.000. Ở đây mình sẽ có hai cái Victorinox, thì anh em sẽ thấy giá nó chênh nhau. Giá nó chênh là do một cây dài cây ngắn, chức năng thì bằng nhau. Đây anh em sẽ thấy cái độ dài ngắn của nó khác nhau ha. Đó thì cái cây dài giá là 350, còn cây ngắn giá là 300. Thì ở đây cây ngắn thì lưỡi dao rất là đẹp. Nói chung hai cây nào cũng rất là đẹp, hàng của Thụy Sĩ. Đó anh em sẽ thấy Winner Victorinox Whistler. Đây là Winner nè, dòng này dòng Winner, dao bầu rất là đẹp, không có cấn mẹ. Đó thì tổng quan bên ngoài và lưỡi dao chính hồi nãy mình mới bóc ra. Thì ở đây nó có một cái chức năng nữa là nó là cái cây kéo hay cây cưa ta, cây cưa mới tinh, gần như chưa sử dụng. Cái này dính dơ nha, dính dầu. Đó, cây cưa. Rồi hai cái này là hai cái đồ khui hay đồ gì mình không biết, mình mới cắt móng tay nó ngắn quá nên là mình không có móc ra hết được. Ở đây cũng có dòng chữ luôn. Đó, dưới này là cái đồ khui rượu, và cái đồ ấy nữa mình cắt hết móng tay rồi mình cạy ra nó hơi đau nha anh em, nên mình làm biến. Đó thì giá của cây này là 300. Rồi mã cây số 6 nè. Đây, cây số 6 tổng quan nó có một dòng chữ mà dim big đắt đen gì ở đây nè. Đó anh em có thể đọc được. Đinh Bích Đác Đen, mình không rành tiếng Anh lắm. Thì đây là logo của Thụy Sĩ. Đây, mình cũng sẽ lau sơ đi để cho anh em thấy nha. Đó, lưỡi dao này, lưỡi dao thẳng rất là đẹp. Victorinox nè, Switchmark. Đó, Victorinox rất là đẹp, cây dao rất là đẹp. Đó thì ở đây nó sẽ có một cái lưỡi dao phụ cũng rất là đẹp ha. Đó, ở đây nó có thêm chức năng nữa là cây kéo, đúng rồi, cây kéo rất là bén, cắt cây kéo cực kỳ bén luôn nha anh em, cắt là đứt á. Đó, còn cái cây 300 nó là cái cây cưa cắt băng keo rất là bén luôn, tại băng keo là một cái vật khó cắt khi mà nó cứ toàn là bị dính. Thì cây này cũng đầy đủ chức năng, hoạt động hoàn hảo. Đằng sau này thì nó có một cái chức năng là đầu móc khi mà anh em cầm đồ nặng này kia, đi dã ngoại này kia, thì giá của nó là 350.000. Rồi tiếp theo mã số 7 thì mình xin nói luôn, đây là một cái cây dụng cụ mở ốc chết của hãng Engineer Mark Inzaban. Ở đây thì đây là cây kìm lỗi,
lỗi như thế nào thì mình xin thưa là anh em nhìn mỏ rất là đẹp, nhưng mà cái phần cắt này nè, phần cắt này nó bị mài đó, bên Nhật người ta bỏ ra người ta tiêu hủy thì nó sẽ bị mài, nó vẫn sẽ có lỗi ở cái này. Nhưng mà cái cây kìm này nếu mà anh em sử dụng cắt thì thật sự nó cũng không phù hợp, tại vì cây kìm này bản chính của nó là mỏ ốc chết. Thì nếu mà anh em nào mà quá quan trọng cái phần, không quan trọng cái phần cắt này á, thì anh em có thể bỏ qua, sử dụng như một cây kìm mỏ ốc chết bình thường. Tại vì kìm cắt anh em có thể xài cái khác để cắt, còn kìm cắt anh em có thể dễ kiếm, còn cây kìm này thì nó sẽ hơi khó kiếm. Thì đây là cây kìm mỏ ốc chết, anh em sẽ thấy cái thiết kế răng của nó rất là khác biệt so với cái khác. Mình ví dụ nha, để mình lấy một con ốc và mình ví dụ cho anh em. Đây, mình ví dụ như con ốc này là con ốc nó bị tè đi. À, đây là một con ốc nó bị tè. Và nó nằm ở trên một cái vật mà anh em không thể nào mà anh em sử dụng vít đóng. Thì cái cây kìm này ví dụ nó nằm sát vào tay mình như vậy. Nó là cái một cái mặt phẳng, anh em sẽ không thể ấy, và anh em sẽ dùng nó để kẹp. Thì khi mà anh em kẹp vào được như vậy, anh em sẽ thấy cái mặt tiếp xúc của nó rất là sát. Đó. Ví dụ như con ốc nó bắt tới đây đi. Anh và anh em sẽ dùng để vặn. Khi mà nó bị tòe rồi thì anh em sẽ không dùng tu vít được. Và nếu mà nó nằm trên một dàn áo hay cái gì đó thì anh em sẽ dùng cái này anh em mở được, đúng không? Anh em sẽ dùng cái này mở được. Anh em sẽ thấy cái cơ cấu của nó khi mà nó bám chặt vào cái răng đó, anh em thấy không? Thì nó sẽ tạo ra một cái lực bám rất là tốt. Còn kìm bằng, kìm nhọn, kìm chết gì anh em không thể tạo được. Tại vì đây, thiết kế của nó là để nó kẹp ốc bị hư đầu mà. Đây nè, anh em thấy không? Đó, những cái răng này nó sẽ bấu vào và trong này nó sẽ sọc cái da răng ra. Đó, nó sẽ thiết kế sọc cái răng và khi mà anh em bám vào nó sẽ tạo một cái lực rất là lớn để tránh con ốc bị trượt. Đó, để tránh con ốc nó bị trượt nha. Đây, để mình đó, để tránh cái con ốc nó bị trượt khi mà anh em vặn. Còn bên này là khi mà anh em kẹp một cái thép tấm này kia thì cái răng này nó sẽ bấu vào. Nè. Cái kìm bằng thì nó sẽ không có cái rãnh sóng này, anh em thấy cái rãnh sóng không? Đó, nó sẽ giúp cho anh em kẹp một cái vật gì đó rất là tốt. Tiện ở đây nó có một cái bàn này, nó có cái con ốc. Đây. Con ốc này nó bị sát, anh em có thể thấy ha. Nó bị sát thì đây, mình sẽ mở nó. Nó rất là sát nha anh em, để mình bỏ cái này ra. Nó rất là sát và giả sử như nó bị nó không có, anh em sẽ thấy nè, nó rất là sát. Giả sử như nó sẽ không có mở được thì mình sẽ dùng cái này để mình bấu và mình vặn đây. Đó. Và mình vặn và mình giữ luôn nha. Mình giữ luôn và mình sẽ mở lên cho anh em coi. Sẽ đem lên cho anh em coi cái đầu khi mà nó bị kẹp. Đó, con ốc sét này rất là cứng. Đó. Và nó sẽ bám vào cái đầu. Nếu mà nó nằm sát quá đây thì trên cái đầu này nó sẽ có cái dấu răng. Đây nè, anh em sẽ thấy cái dấu răng do cái kìm nó bấm vào. Đó là những con ốc đây. Mình ví dụ nếu mà nó nằm sát quá thì anh em sẽ kẹp như vậy. Nó sẽ tạo cái độ bám cho con ốc nha. Đó, anh em bóp rất là chặt, còn kìm kia thì anh em không thể bóp được. Đó, rất là đầy đủ đây. Con ốc này nó bị sét. Em thấy và cái đầu này nó cũng bị ấy, mình không có thể đúc vít hoặc là lục giác vào, nó xét từ bên trong xét ra ha, rất là tốt. Nếu anh em nào mà sẽ anh em thử lấy một cây kìm bằng hoặc một cây kìm nhọn hoặc một cây kìm chết, anh em mở những con ốc mà ví dụ như nó ấy thì anh em sẽ không mở được. Ví dụ như anh em vặn sát vào không cho nó một cái khe hở thì nó rất là khó đó ha. Rồi, cây này giá là 250 ngàn. Mới nguyên chưa sử dụng, có điều nó bị mài à. Khi bên Nhật nó tiêu hủy, nó bỏ đi á, thì nó sẽ mài. Nó sẽ làm một cái nhẹ nhẹ, có thể là phần bên ngoài hoặc đây thì nó cắt, nó phá hủy cái lưỡi cắt. Thì nếu mà anh em không muốn xài cái lưỡi cắt đó, nói thẳng luôn là không quan trọng cái lưỡi cắt thì anh em mua, không cần hoàn hảo. Đó, thì anh em mua để dành. Cái lưỡi cắt nè, anh em sẽ nhìn thấy nó bám vào rất là chắc. Giá 250 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 8 là một cây thước.
Đây là một cây thước dài 1 mét của hãng Xinhua. Đây logo con chim cánh cụt, thì đây là cây thước dài đúng 1 mét nha anh em. Số khắc rất là rõ ràng và đẹp. Đây nó có hai hệ, đây là hệ mét nè, còn đây là hệ in. Hệ in thì anh em quay ngược cây thước lại, nó dài tới 33 inch. Đó, 33 inch nha anh em. À, thì số này số khắc rất là rõ ràng và rất là đẹp. Đây mình sẽ kéo dài cây thước ra cho anh em xem. Cây thước này cây thước lá dài đúng 1 mét luôn, số rất là to nên anh em không có sợ việc là nhìn nhầm, nhìn lộ. Đó, 40, 30 nè, đều có một cái điểm nhấn là cái màu đỏ. À, bắt đầu từ đây là không, vuông cạnh rất là rõ ràng. Và đằng sau này là cái bảng quy đội của thợ mộc, thợ gì thì mình không biết. Ha, những cái bảng quy đội. Thước này là thước lá, không có bị cong, không có bị vân. Đó, thước lá thì nó sẽ lúc lắc như vậy. Độ dày của nó rất là dày. Dày khoảng tầm 1,5 ly. 1,5 ly nha anh em. Giá của nó là 450 ngàn, rất là đẹp. Hệ in và hệ mét. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ở đây là một cái bình chứa hơi. Một cái bình chứa hơi này giá là 800 ngàn. Thì cái bình này, cái bình này là bình có 15 lít thôi nha anh em, bằng hợp kim nhôm. Thì áp tối đa của nó là khoảng 10 kg nha, tối đa. Thì đây là cái bình hơi, người ta gọi là bình hơi di động. Anh em vô hơi và anh em có thể xách đi đâu đó anh em sử dụng. Ha, ví dụ như anh em cần làm việc trên cao này kia thì anh em đưa dây hơi lên. Anh em đỡ phải mất công vác nguyên cái máy hoặc cái bình hơi này. Đó, thì ở đây mình đã chế van một chiều vào. Cái này nó không phải là giữ hơi tuyệt đối. Ở đây nó có một cái van điều áp hơi ra thì có thể nó hư rồi, tại vì mình chỉnh không được. Nhưng mà nó vẫn kín hơi. Ví dụ như anh em để 3 ngày hay gì, nó ví dụ như anh em nén lên 8 kg đi. Anh em để 3 ngày thì nó sẽ còn khoảng 3 kg nha anh em, chứ không phải là nó tuyệt đối là kín 100%. Nó vẫn có xì nhưng mà không biết xì chỗ nào, tại vì mình đã làm kín hết tất cả. Ha, mình làm kín hết tất cả. Và đây là cái đầu hơi tự động. Đầu hai cái đầu hơi này, đầu hơi ra tự động. Đầu hơi tự động là anh em cắm hơi vào, anh em không cần phải lo gì. Đây, để mình thử cho anh em. Đây, ví dụ như anh em cắm hơi vào đây. Đó, là anh em không phải kéo ra này kia, chỉ việc cắm vào và sử dụng thôi. Thì nó nguyên zin, tất cả đều là nguyên zin. Anh em vào hơi ở đây. Đây là van một chiều, anh em cứ để nó tự nó chạy vào à. Đó. Ha, cái bình này giá là 800 ngàn, 15 lít. Nặng khoảng tầm 6 7 kg gì đó, mình cũng không nhớ nữa, để mình cân thử á. Nặng 6 kg nha anh em. Nặng khoảng 6 kg. Đó, giá là 800 ngàn. Không có mục, không có lụng nha. Ở dưới chân này nó có cái phần này là phần đế. Nó bị chạy keo. Nó bị chạy keo, keo của cái đế này chạy chứ không phải là bị xì, bị mục, bị lụng gì mà dán nha anh em. Đây nè, cái keo của cái này nè. Đó, mình nói luôn. Anh em cứ về để xài bình thường chứ không phải là nó bị xì mà mình dán hay gì. Còn dưới này là nó có đầy đủ van xả nước nè. Van xả nước là đầy đủ. Cái này là của hãng Mát E-Tăng AK gạch T15R. Giá là 800. Bình chứa hơi di động. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì bây giờ mình sẽ có một cái máy Taro. Đây, giá là 800 nha. Một cái con máy này Taro của hãng Hitachi. Hitachi, ở đây thì nó sẽ có điều tốc là 5 số 1, 2, 3, 4, 5. Hoạt động là hoàn hảo. Con này là con Taro Hitachi điện 100V, công suất là 285W. Vòng tua là từ 60 đến 330 vòng trên phút. Thì con này chức năng của nó chính là Taro nha anh em. Chính của nó là Taro. Đó, thì con này khi mà anh em bấm bình thường nó sẽ chạy ngược chiều. Chạy khi nào anh em ấn xuống nó sẽ chạy đúng chiều. Đây. Anh em thấy nó chạy ngược chiều không? Nè. Cái phần này anh em ấn xuống nó mới chạy đúng chiều được nha. Cái phần này là phần ấn. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho anh em. Test cho anh em đây. Đó, ở đây mình sẽ test. Và mình sẽ, anh em phải ấn xuống nha. Ví dụ mình đang để bình thường nè, anh em phải ấn xuống. Anh em sẽ thấy cái phần này. Cái phần này nó sẽ, anh em ấn xuống nó sẽ tự chạy. Và khi mà anh em mở lên nó sẽ tự rút lên. Đây, anh em sẽ theo dõi mình nha. Đây,
mình đang ấn xuống và mình bóp nè. Đó, anh em thấy không? Mình mà không ấn xuống nó cứ quậy ngược thôi. Còn mình ấn nè. Nó gần như là tự động, nó gần như là tự động, anh em ấn xuống thì nó sẽ chạy xuống. Cái này đúng là mình làm sai nè, là tại vì mình không có lấy nhớt để mình bôi trơn cái lưỡi taro. Thì khi mà anh em ấn xuống nó sẽ chạy, nó sẽ chạy vô, anh em ấy ra nó sẽ tự động nhả ra. Cái cơ chế nó hoạt động y như là con, nó bán tự động y như là con khoan bàn taro vậy đó. Đó thì khi mà taro xong thì vặn rất là nhẹ nhàng. Bản thân cái này nó cũng có răng rồi nhưng mà nó quá sét đi, nên là mình đã đó vặn vào ra, vặn vào rất là nhẹ nhàng ha. Đây anh em sẽ thấy ba giớ nó chạy lên nè. À, đó con này giá là 800. Con này nếu mà anh em nào làm bên cơ khí mà hay taro này kia nhiều lỗ như vậy đó thì anh em sử dụng cái này nó rất là tốt nha, nó tiện cho công việc của anh em. Mũi taro thì anh em mua đâu cũng có, còn đây là mình không có bán kèm theo. Đó, đây là cái đầu mở mũi khoan. Đó. Anh em mở ra anh em chỉ việc sử dụng thôi. Và anh em nên nhớ anh em ấn xuống thì nó mới chạy nha. Chạy phải taro vào. Rồi, giá của nó là 800. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái bàn này. Thì đây là một cái bàn gọi là cái bàn bàn anh em muốn làm cái gì cũng được. Có thể gọi là cái bàn ngồi. Bàn ngồi đi nha. Thì đây. Cái chiều dài của nó, để mình nói được cái chiều dài của nó là 70, chiều dài là 70 nha anh em, dài 70 nè, để mình ghi luôn, dài 70 cho anh em nhớ, ngang là 40, ngang 40, cao tính ra từ phần cao, từ phần cái mặt mà anh em sử dụng được là 40 luôn, còn tính từ phần chân là dưới mặt đất lên là 50 nha anh em. Từ phần dưới này lên là 50, còn từ phần này lên là 40. Đúng 40. Cao 40, 50 chứ cao 50 tổng. Thì cái bàn này nặng là khoảng tầm 23 24 kg gì đó. À, nó khoảng 23 24 kg. Thì mình nói luôn cái sắt bàn này là sắt V, tháo từ máy của Nhật ra. Đó, tháo từ máy của Nhật ra. Thì cái mặt bàn trên này nè là nặng 5, dày 5 ly. Anh em sẽ nhìn nó rất là dày. Nó dày tới 5 ly luôn nha anh em. Tại vì là nó taro để bắt ốc ở trên này được luôn. Chứ không phải là ăn có chuyện mấy răng đâu nha anh em. Nó rất là dày. Nó dày tới 5 ly á. Cái mặt bàn này anh em nào mà về làm để đồ, để máy này kia. Ví dụ anh em có con máy mài, máy đánh bóng, anh em khoan lỗ, anh em bắt lên. Ở dưới anh em để đồ rất là tiện. Sắt này là sắt V, sơn tĩnh điện. Cái này hàng của Nhật. Nhưng mà tại vì tháo máy ra rồi nên là mình không có chứng minh được là hàng của Nhật ha. Tại vì ra ngoài bãi mình, nó đang rã máy là mình mua để ngoài bãi quá lâu nên nó sẽ bị nổ vài chỗ nè. Nhưng mà cái này là sơn tĩnh điện, còn cái này là dày 5 ly. Đó anh em về có thể dời chân ra ngoài cũng được, nói chung làm gì thì làm. Ở đây bốn mặt bên này nó đều có ốc nè. Anh em muốn bè tôn thì anh em tháo ốc này ra, cắt theo cái hình của nó và anh em có lỗ hết rồi. Nó đang bắt ở trên máy á, bốn con ốc này cũng vậy. Giá của nó là 800, nặng khoảng 22 kg nha. Cái mặt bàn dạy, ở trên này là dày tới 5 ly được nha anh em, rất là dày. Đó, anh em có thể đưa cái chân ra ngoài cho nó chắc. Chứ còn cái mặt này rất là ok. Đó, giá là 800. Rồi, hôm nay clip của mình nó có như vậy thôi. Anh em xem có món gì phù hợp thì anh em mua, liên hệ mình để đặt hàng. Cái con này còn khá là đẹp nha anh em. Nó chỉ bị vài chỗ như vậy, đốm thôi. Còn lại là sơn tĩnh điện rất là dày. Cái mặt này dày lắm, sắt này sắt V khoảng 2 ly. 800 ngàn anh em làm cái mặt khoảng triệu bạc, anh em mua sắt mua tôn về anh em làm cũng được. Nhưng mà nó tốn công lắm, quan trọng là nó không có được sơn tĩnh điện. Ha, cái lớp sơn tĩnh điện lúc nào nó cũng dày hơn cái lớp sơn thường của anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.